Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 8 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, sa trung thổ, ngày Đinh Tỵ, tức can chi tương đồng, thuộc mệnh hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sa trung thổ, kỷ tuổi, Tân Hợi, Quý Hợi, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi hình Thân, hại Dần, phá Thân và tuyệt Tý. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Tuổi xung trong tháng: tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Phúc Hậu, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Trùng Tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Huyền Vũ, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần, hướng chính nam, Tài Thần, hướng chính đông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 8 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi không đáng có. Có thể với bạn tuổi Tý sẽ phải nhận lấy những ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh. Vì thế, điều mà bạn cần phải làm lúc này là chứng minh bản lĩnh cho mọi người thấy. Và ngày này với bạn tuổi Tý, trước khi đưa ra quyết định nào đó, bạn cần phải suy nghĩ một cách cẩn thận, tránh manh động, mù quáng, thiếu lý trí. Quyết định bạn đưa ra bị nhiều người phản đối thì bạn cũng nên đánh giá và xem xét lại mọi mặt nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khác với hỏa. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà không được như ý muốn. Nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau, và với bạn tuổi Tý không nên khăng khăng theo ý của mình mà bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý như vậy nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang có điểm báo xuất hành không được thuận lợi, điểm báo mất của, hao tài, cầu tài không có lợi hay bị trái ý nghịch lòng. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, chứng minh bản lĩnh của mình cho mọi người thấy. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tránh xa những vụ tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, bạn phải nhận nhiều sự phản đối của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có bất đồng quan điểm với nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 19, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình trong ngày hôm nay, nếu không muốn vướng phải những vụ tranh chấp, thị phi, kéo lại bị tiểu nhân, gây ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của mình. Và trong ngày này với bạn tuổi Sửu, nếu như giữa bạn và lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên khiến cho những mâu thuẫn trở nên quá gay gắt, bởi dù có thắng hay là thua trong cuộc tranh luận này đi chăng nữa thì chưa chắc với bạn đã là người nhận được lợi ích. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, bạn nên chọn một thời điểm khác khi đôi bên có thể bình tĩnh trở lại rồi hãy trao đổi với nhau. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho Thổ Vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay rất tốt, với bạn tuổi Sửu rất hòa hợp với nửa kia của mình, và cho dù có gặp phải những chuyện gì đi chăng nữa thì với bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận với nửa kia nghiêm túc để đưa ra những quyết định đúng đắn, thống nhất với nhau. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ vướng vào tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, trong đó có những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, dễ gặp bất đồng với lãnh đạo. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn để thể hiện tiếng nói của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tin tưởng vào nửa kia của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 64, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần đang phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bản mệnh tuổi Dần sẽ phải hoàn thành tất cả mọi công việc chủ yếu dựa vào công sức của mình ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dần, bạn không nên sốt ruột mà cần phải chú ý giải quyết từng công việc một cách cho thật tốt. Đừng có cố gắng làm mọi việc thật nhanh chóng, nhưng cậu thả, bởi chỉ cần làm sai một bước nào đó thôi là rất có thể bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu nữa. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, dù có gặp phải khó khăn bày ra trước mắt, bạn cũng chớ có vội thất vọng hay là nghĩ tới việc bỏ cuộc, và chỉ khi có đủ lòng kiên nhẫn và sự vững vàng trước những sóng gió thì bạn mới có thể làm nên nghiệp lớn và đạt được cái đích của mình hướng đến trước đó mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, không nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, không nên làm việc một cách nhanh chóng và cẩu thả. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, có cái nhìn lạc quan về tương lai, đừng có bỏ cuộc khi gặp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, không nên ngại khó khăn, gian khổ. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 45, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mộc sinh cho hỏa phượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Mão và gia đình của mình đang rất hòa hợp. Và mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, các thành viên trong nhà đều cùng nhau thảo luận để tìm ra phương án giải quyết. Nhờ thế mà mọi việc đều rất yên bình và suôn sẻ. Với bạn tuổi Mão, bạn tìm được một nửa rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được những suy nghĩ và mong muốn mà bạn không cần phải nói thành lời. Vì vậy, bạn tuổi Mão cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn để cho người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho người ấy nữa. Và xem tử vi cho thấy ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão đang có được cát tinh chiếu mệnh, giúp cho những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, đầu tư, làm các nghề tay trái cũng có thể sẽ nhận được không ít nguồn thu nhập. Cát thần chiếu mệnh hóa nguy thành an, quan lộc tịnh tín, bạn tràn đầy năng lực, có thể hy vọng vào việc tăng chức, tăng lương để nhận thêm các khoản đãi ngộ về cho mình. Và với bạn tuổi Mão cũng có thể nghĩ tới việc bỏ vốn để kinh doanh mở rộng, tương lai ắt sẽ đạt được nhiều may mắn, nguồn thu nhập được khả quan. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp, quan tâm tới nhau. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nửa kia thấu hiểu và tâm lý, vợ chồng tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, có được những cơ hội hợp tác làm ăn đầy triển vọng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nhận được những khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với năng lực mà mình đã bỏ ra. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 40, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bà tuổi Thìn đang có được những cơ hội thăng chức, tăng lương trong ngày hôm nay. Và có thể cấp trên đã nhận ra được tài năng và sự cống hiến hết mình của bạn từ trước tới nay, cho nên với bạn sẽ có được cơ hội được thể hiện bản thân mình rõ ràng hơn. Và trong ngày này, đối với những bạn tham gia thi cử, tuyển chọn cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Bạn có thể sẽ thể hiện được điểm mạnh của mình và gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Người đang tìm việc làm có thể sẽ tìm được một vị trí thích hợp với khả năng và yêu cầu của công việc. Và xem tử vi cho thấy ngày hôm nay với bạn tuổi Mão nên kiêng kỵ những công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay là sửa chữa, cất nhà, xây đắp về mồ mã. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, có cơ hội được tăng chức, tăng lương do lãnh đạo đánh giá cao về năng lực và trách nhiệm của bạn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, có thể sẽ thể hiện được điểm mạnh của bản thân với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, gặp nhiều may mắn nếu như bạn tham gia thi cử, tuyển chọn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, hoàn thành tốt công việc, gây ấn tượng tốt với cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên đưa ra những quyết định quan trọng trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 43, số 51, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bà tuổi Tỵ đang có được báo hiệu sẽ gặp được nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Với bà tuổi Tỵ có thể sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hoặc là tiền thù lao xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ngoài ra, trong ngày này với bà tuổi Tỵ, một số người còn có thể sẽ nhận được khoản tiền thừa kế từ những người đi trước để lại. Và điều bạn cần phải làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến cho tài sản trước đó lại mẹ đẻ lại con. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tỵ không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu như có việc gì đó gây khó chịu, bạn không nên giữ ở trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ, mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, mặc dù công việc nhiều nhưng với bạn đang được vận quý nhân trợ vận, được giúp sức từ phía lãnh đạo hoặc là nhân viên cấp dưới, có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình. Bản mệnh được nhiều quý nhân là nữ giới giúp đỡ. Chính họ cũng tiết lộ cho bạn có được những cơ hội để kinh doanh, nhờ đó mà công việc kinh doanh buôn bán của bạn thu được nhiều lợi nhuận, tài lộc tăng tín. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa nhận được nhiều tiền thưởng hoặc là thù lao xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ chứng minh bản thân mình với những người đi trước. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc không nên có những suy nghĩ hưởng thụ khi đưa tay làm việc. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, cơ hội thể hiện giá trị của bản thân mình đã đến. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy không nên nóng nảy khi gặp chuyện không hài lòng. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 33, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi Ngọ trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển vô cùng là thuận lợi, khi bạn đang gặp được vận tam hội quý nhân nâng đỡ. Mọi công việc của bản mệnh thực hiện trong ngày hôm nay đều có được những bước phát triển tích cực. Chỉ cần bạn hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp mà thôi. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, các mối quan hệ xã giao của bạn vô cùng là hài hòa. Bạn có được cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay, và quý nhân sẽ vạch ra giúp cho bạn những đường đi nước bước để cho bạn giải quyết được nhiều khó khăn trước mắt. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, nếu như có việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh nên đi về những hướng tốt như là Hỷ Thần, hướng chính Nam, và Tài Thần, hướng chính Đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi và may mắn. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ đang có được báo hiệu đi xa thì gặp được người, có quý nhân giúp đỡ, có tài, có danh tiếng và có tin vui trong gia đạo. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim thực hiện mọi điều theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra từ trước đó. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa mạnh dạn trao đổi ý kiến với những người khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ công việc phát triển một cách thuận lợi, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc làm việc hết mình sẽ cho bạn có được nguồn thu xứng đáng. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 14, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn Tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Mùi đang gặp được ngày có họa sinh cho Thổ Vượng. Cái điều này giúp cho những bạn đang còn độc thân có được một ngày đào hoa nở rộ. Bạn Tuổi Mùi dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác giới từ lần gặp gỡ đầu tiên, và bạn cũng cần phải quan sát thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định để nhận ra ai là người thực sự thực lòng với mình. Và ngày này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất yên bình, sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tin rằng hai vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn Tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn rất có thể phải đương đầu với kẻ tiểu nhân. Vì vậy, bạn cần phải cẩn trọng khi tiếp xúc với những người khác. Đồng thời, không nên dễ dàng nghe theo những lời xúi giục của những kẻ khác. Bạn cần phải giữ vững lập trường của bản thân mình, tránh mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân. Về công việc của bạn Tuổi Mùi trong ngày này, đối với những bạn làm ở văn phòng, hồ sơ, giấy tờ đang có điểm báo sai sót nên cẩn trọng. Ngày hôm nay không nên tham gia chuyện bao đồng, thất lý, thua thiệt, hao tài, mất của. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có được cơ hội tìm được nửa kia, cần phải quan sát kỹ trước khi quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa có thể phải đối đầu với những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ tin tưởng vào nửa kia của mình, đồng lòng trước những khó khăn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc không nên cả tin, giữ vững lập trường của bản thân mình, không nên tham gia chuyện bao đồng. Và đánh giá của bạn Tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 22, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn Tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Thân, bạn là người có tính cách cởi mở, tư tưởng phóng khoáng, dưới sự tác động tích cực của ngũ hành nhị hợp. Cái điều này khiến cho công việc của bạn tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với bạn tưởng tượng, và dễ dàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người. Với bạn Tuổi Thân, bạn là người hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người. Tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn. Thậm chí, có những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc để làm tổn thương bạn nữa. Và xong, dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bạn Tuổi Thân cũng không nên quá bi quan. Trong vận trình ngày này, bạn Tuổi Thân lại đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này làm cho bạn dễ khắc khẩu với nửa kia của mình, khiến cho những mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn. Và khi cả hai đang trong tình trạng nóng nảy, mất bình tĩnh, thì tốt nhất là bạn nên tạm dừng cuộc nói chuyện lại và đợi thời điểm khác sẽ thích hợp hơn cho bạn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, dễ tiếp thu được những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại đến bản thân. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc không nên suy nghĩ quá bi quan dù gặp chuyện xui xẻo. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, khắc khẩu. Và đánh giá của bạn Tuổi Thân trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 58, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn Tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn Tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp. tỵ dậu sửu phù trợ. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Với sự quyết đoán khiến cho bạn Mệnh có thể chinh phục được lòng tin của mọi người. Thậm chí bạn trở thành người đưa cả tập thể vươn tới thành công nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dậu lại đang quá mức thẳng thắn, và dù làm việc ở vị trí nào đi chăng nữa, khi có ý định phê bình ai thì với bạn tuổi Dậu nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây mất lòng người khác. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu đang có nhiều cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính, bạn cần phải tập trung để chú ý nắm bắt cơ hội thật tốt. Công việc được thuận lợi, cầu tài, xuất hành cũng được như ý. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có hỏa khắc với Kim. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và con cái lại không quá hòa hợp. Và nguyên nhân có thể là vì bạn luôn áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt con trẻ phải nghe theo. Và nếu như bạn muốn cải thiện về tình hình này thì bạn cần phải thay đổi tính cách này càng sớm càng tốt. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ chú ý cách sử dụng từ ngữ không nên làm tổn thương người nghe. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc chưa thực sự thấu hiểu con cái, quan hệ đôi bên không hòa thuận. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim không nên áp đặt những quan điểm cho mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 12, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có họa sinh cho Thổ Vượng. Cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bạn tuổi Tuất và cha mẹ rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ vì hiểu rằng cha mẹ luôn muốn tốt cho mình và có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Còn đối với nửa kia của mình, bạn là một người vợ, một người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình, dù đi làm có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa. Bạn quan điểm đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi việc, dù là lớn hay là nhỏ với nhau. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bản mệnh có được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Do thái độ làm việc nghiêm túc, có đầu, có đuôi, bạn cần phải tiếp tục để phát huy ưu điểm của mình. Không sớm thì muộn, bạn sẽ thành công mà thôi. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ là người vợ, người chồng có trách nhiệm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc quan tâm, chăm lo tới các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy làm việc nghiêm túc, thành công sớm muộn sẽ đến với bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 39, số 40, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày mùng 8 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này dưới tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, cho nên với bạn tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình, cho nên dễ khiến cho mọi người chê cười cho rằng bạn đang múa rìu qua mắt thợ. Và với bạn tuổi Hợi, bạn là người có tham vọng, nhưng muốn chứng tỏ năng lực của bản thân mình thì bạn lại dễ rơi vào tình trạng ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn cần phải nhớ là thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng, mà đều cần phải trải qua một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 5 này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khắc với Hỏa. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay, cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia chẳng được như ý muốn. Bạn có thể sẽ cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn ở trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, thích thể hiện quan điểm của bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, chú ý hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, không nên ôm đồm quá nhiều công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, không nên giấu tất cả mọi chuyện ở trong lòng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, thành công không đến một cách nhanh chóng, bạn cần phải nỗ lực phấn đấu. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 5 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 60, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Tý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.